Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay shop mình xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng giấy thơm khác nữa ha. Và đợt trước thì mình bán Bonin rất là nhiều, thì hôm nay có thêm một cái dòng mới về và mình muốn quay để giới thiệu với cả nhà ha. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cái giấy sấy thơm quần áo của một cái thương hiệu khác và cũng là của Mỹ luôn nha cả nhà nha. Và đây là giấy thơm Kirkland Ultra Soft. Đây là cái phiên bản mới nhất của cái giấy này ạ. Và thật sự là hôm qua hàng cập đến nhà shop là nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Thơm lan tỏa ra hết toàn bộ shop của mình luôn. Và mình cũng bán cho một số khách hàng rồi, do đó hôm nay còn một ít để quay cho mọi người thấy cái em này như thế nào ha. Và mọi người thấy trên tay của mình đây là một lốc giấy thơm Kirkland Ultra Soft. Và một lốc nó cũng sẽ có hai hộp giống như là Bonnie. Tuy nhiên là một hộp của cái giấy này thì nó có tới 250 tờ nha mọi người nha. Đây là thông tin sản phẩm có thể hiện ạ. Và cái hộp này nó nhiều hơn giấy Bonnie một tí xíu, do đó giá của nó cũng nhỉnh hơn. Tuy nhiên khi mọi người lấy tổng số giá thành mà chia ra cho số tờ thì cái giấy Kirkland này nó vẫn rẻ hơn cái giấy Bonnie một tí xíu. Tuy vậy mà nó không có giảm chất lượng hay là mùi hương đâu nha cả nhà nha. Cái giấy này thật sự rất là thơm luôn. Và hôm qua mình cập bến cái hàng này thì mình cảm nhận nó cực kỳ thơm luôn. Và sau đó mình có đặt thêm rất là nhiều nhưng mà cũng không có hàng nữa mọi người nha. Cho nên ai muốn trải nghiệm cái giấy Ultra Soft này thì mọi người nên tranh thủ đặt hàng ạ. Thì giấy thơm quần áo Kirkland Ultra Soft mẫu mới 2021, hương thơm nhẹ nhàng lưu giữ trong một thời gian dài sử dụng. Cái cách sử dụng của chúng ta đó là chúng ta sẽ bỏ vào cái máy sấy nóng, đó là cái máy sấy chuyên dụng của Mỹ hoặc là một số nước phát triển đó, thì họ hay sử dụng cái máy giặt và máy sấy riêng. Tức là khi các bạn dùng những cái máy sấy này thì quần áo của chúng ta sẽ khô rất là nhanh và chúng ta sẽ lấy quần áo ra mặc được liền sau khi sấy luôn chứ không cần phải phơi nữa. Đó là những cái máy sấy chuyên dụng, giống như là một số các nơi chuyên giặt sấy quần áo hoặc là một số các bạn nhà chúng ta đầu tư mạnh đó thì chúng ta thường mua những cái máy sấy này. Và cái máy sấy đó thì dùng sấy bằng độ nóng nha mọi người nha, và khi đó thì chúng ta mới bỏ cái giấy thơm này vào đó được. Chứ chúng ta không có dùng cái giấy thơm này để giặt quần áo giống như là máy sấy bình thường, tức là máy sấy mà mọi người chỉ có sấy bắt khô để chúng ta đi phơi ngoài nắng, thì chúng ta không sử dụng cái giấy này nha cả nhà nha. Đó là máy giặt bình thường. Còn cái giấy này mình nói thêm là dùng cho máy sấy chuyên dụng mọi người nha. Máy sấy chuyên dụng là máy sấy dùng sức nóng, vì vậy khi chúng ta bỏ cái giấy này vào nó mới không có bị bở nát ra mọi người nha. Và công dụng của giấy thơm quần áo là làm cho quần áo có hương thơm nhẹ nhàng, và nó làm cho chất vải của chúng ta nó cũng sẽ mềm mại hơn. Ngoài ra còn có rất là nhiều công dụng khác từ cái giấy thơm quần áo này. Mọi người có thể thấy nó được tới 4 trong 1 lực. Đây. Đó. Giúp cho quần áo thơm mềm mại và giữ hương rất là lâu. Nếu như mà chúng ta không có những cái máy sấy chuyên dụng đó thì mọi người vẫn có thể sử dụng cái em giấy thơm này bình thường nha mọi người nha. Và cái cách dùng của nó thì thực sự là có vô vàn cách dùng luôn. Ví dụ chúng ta đặt một tờ giấy thơm vào hộc tủ hay treo trong tủ quần áo vật dụng thì tủ quần áo của chúng ta sẽ lúc nào cũng có tỏa mùi hương này hết. Hoặc chúng ta đặt một miếng giấy thơm dưới đáy của mỗi thùng rác để tránh mùi hôi của thùng rác khi mà nó ra những cái mùi thức ăn chúng ta không thích đó. Hoặc chúng ta có thể dùng cái miếng giấy thơm để lau những nơi có lông chó, lông mèo, nó sẽ lấy đi những cái lông rụng đó một cách rất là sạch. Đặt một miếng giấy thơm trong cái giày để chúng ta sẽ khử mùi hôi của giày luôn nha. Hoặc chúng ta có thể bỏ vào trong xe hơi, bỏ vào trong vali, mọi người đi du lịch đó, chúng ta khử mùi vali, chúng ta cũng có thể đặt cái miếng giấy thơm này vào. Nói chung là chúng ta thích cái mùi thơm này có ở đâu thì chúng ta cứ đặt một miếng giấy thơm vào cái nơi mà chúng ta cần muốn thơm, là chúng ta cứ thế đặt vào thôi nha. Còn cái vấn đề các bạn muốn mua để giặt sấy ở nhà thì chúng ta cứ có thể là vừa mua giặt sấy ở nhà và chúng ta cũng có thể sử dụng theo những cái công năng mà mình vừa nói nữa. Ra giấy thơm rất là đa năng luôn, nó có thể sử dụng rất là nhiều những cái việc khác.
Hoặc là mọi người cũng có thể bỏ ở dưới quần áo của chúng ta, sau đó chúng ta dùng bàn ủi đó, và chúng ta ủi thì cái hơi nóng nó cũng sẽ tỏa ra và nó sẽ làm cho hương thơm của giấy thơm này nó sẽ được lưu ở trên quần áo của chúng ta rất là thơm luôn nha mọi người nha. Vì giấy thơm là dùng sức nóng của máy sấy, do đó mà các bạn cũng có thể ủi giấy thơm ở dưới cái lớp quần áo của chúng ta nha. Thì một tờ giấy thơm các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái số lượng quần áo để chúng ta ủi, chứ không phải là một tờ là một bộ đâu mọi người à. Và đây là một hộp của giấy thơm, mọi người thấy ở trên này có ghi là 250 tờ, nó nhiều lắm nha, và nó rất là nặng tay luôn. Khi mà các bạn mua một hộp thì các bạn chịu phí dùm shop, tại vì nó rất là nặng, nó khá là nặng đó, cầm gần 1 kg. Còn nếu các bạn mua hai hộp trở lên thì shop mình sẽ miễn phí ship nha các bạn nha. Và cái hàng này là hàng xuất xứ từ Mỹ cũng như là được sắp tay từ Mỹ về, và các bạn cứ yên tâm khi mua hàng của bên shop. Mình sẽ cho mọi người xem cái ngày sản xuất của sản phẩm. Rất là mới ha, đây là ngày sản xuất nè, MFG là ngày sản xuất ạ, 2021-02-20, đó là nó ghi ngược nha mọi người nha. Tức là sản phẩm này được sản xuất vào ngày 20 tháng 2 năm 2021, rất là mới luôn. Và những cái loại giấy thơm này thì chúng ta được, nói chung là chúng ta để rất là lâu, chứ không phải là như mỹ phẩm. Mọi người thấy mỹ phẩm chúng ta đã để được 3 năm rồi thì uống gì giấy thơm ha mọi người. Chúng ta có thể sử dụng rất là lâu, và hạn sử dụng của cái giấy thơm này là 2024 hoặc 2025 luôn, rất là thơm, rất là lâu luôn. Các bạn muốn trải nghiệm cái giấy thơm Kirkland Ultra Soft này thì các bạn liên hệ với shop mình vẫn theo hai số điện thoại trên cái card của mình ha. Và shop mình là Hoàng Yến Store, vẫn theo hai số trên số này. Các bạn có thể gọi trực tiếp cho cho shop mình, hoặc các bạn có thể add Zalo của mình để các bạn có thể xem, theo dõi cái cách bán hàng của shop mình để các bạn có thể tin tưởng hơn nha. Tại vì có rất là nhiều khách hàng mua cái giấy thơm này, các bạn sợ mua phải hàng nhái, hàng dọn thì nó không có thơm đó. Các bạn có thể liên hệ với shop mình theo hai cái số đó trên Zalo để các bạn có thể theo dõi. Và hàng này là hàng chính ngạch của Mỹ về nha. Ở bên shop mình bán hàng chuyên, hàng sắp tay từ Mỹ thôi, mình không có bán hàng nhái, hàng fake, hàng dọn gì đâu mọi người à. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ trên sản phẩm có ghi nha. Và rất là thơm luôn. Tất cả những cái dòng chữ ở trên hướng dẫn ở trên hộp này các bạn đều có thể đọc ra được. Nếu mà các bạn không có rành tiếng Anh thì các bạn có thể download cái app Google dịch về, và chúng ta sẽ dịch được toàn bộ tất cả những cái chữ ở trên cái hộp sản phẩm này. Tức là nó muốn nói gì với mình thì mình sẽ đọc được tất cả nha mọi người nha. Và thực sự luôn là cái giấy này rất là thơm mọi người à, rất là thơm luôn. Và nó so với Emboni thì hai cái nó có mùi thơm khác nhau, không có cái nào giống cái nào. Vì vậy mà một số khách hàng khi mà gọi cho mình cứ hỏi là cái nào thơm hơn cái nào thì mình không thể so sánh mùi thơm được. Tại vì mỗi người nó sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Ví dụ như mình thích nước hoa Gucci, mình không thích Chanel, ví dụ như vậy. Thì một số người khác họ lại thích Chanel hơn, thì cái này cũng như thế thôi. Và nếu mà chúng ta muốn biết thì nói chung là chúng ta phải trải nghiệm sản phẩm thử rồi ha mọi người. Rồi, mình đã giới thiệu xong về cái sản phẩm giấy thơm sấy quần áo rồi. Mọi người có cần cái giấy thơm này thì nhanh nhanh liên hệ với shop mình đi nha. Tại vì sản phẩm này rất là ít về luôn, nó ít cực kỳ. Và ngày hôm qua mình có đặt thêm mấy đế nữa nhưng mà không có hàng nữa mọi người nha. Vì vậy mà ai muốn mua sản phẩm này thì nhanh tay nhanh chân liên hệ với shop mình đi nha. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn các bạn vào một cái clip sau nha.